bác, anh chị, các bạn và các em. Ngày hôm nay đó, CC cảm thấy happy, phấn khởi. Vì sao? Vì anh Sa đó, gọi báo cho CC là có hai bạn gọi cho anh Sa và nói với anh Sa là sẽ chuyển tiền vào cho anh Sa. Bây giờ trước mắt không biết là bao nhiêu, cho nên là họ đưa trước là 1 triệu. 1 triệu là mấy chục đô, CC cũng không biết. Thì khi nào mà CC công bố cái giá tiền hoặc là anh Sa biết giá tiền thì nói thiếu đủ gì thì em trả thêm. Mặc dù là CC mới mua đồ về ngày hôm qua thôi, CC có nhắn tin cho vài bạn là cái loại đó không có, bây giờ CC mua cái loại khác được không? Bạn đã đồng ý. Mặc dù là bạn chưa có thấy được cái CC mua cho bạn là cái gì, nhưng mà bạn đã chuyển tiền rồi, 1 triệu, hai bạn. Cho nên là CC cảm thấy happy, không vì một vài con sâu mà làm rầu nồi canh. Cho nên đó là lý do CC muốn mang hết tất cả những gì CC biết đến với các bạn. Nhưng cái sự nhận xét còn do ở các bạn. Nhiều khi CC xài tốt, được, mà các bạn xài không được thì sao? Thì các bạn phải suy nghĩ nha. Chứ lỡ mà về tới nơi các bạn xài có gì đó mà không phù hợp hoặc là các bạn không thích thì cũng đừng mắng vốn CC, ok? Vì không phải cái nào ở bên Mỹ nó cũng phù hợp với mọi người đâu. Nhưng mà đa số những cái gì mà của Mỹ làm ra đó, thường thì họ pha chế trung bình để cho người nào cũng xài được, không có đến nỗi nào đâu. Họ không có một cái gì quá mạnh, hoặc là họ không có một cái gì quá yếu. Nếu mà quá mạnh đó là phải có toa bác sĩ. Chẳng hạn như những cái thuốc đặc biệt thì bắt buộc phải có toa bác sĩ. Còn chung chung á, thì họ bào chế ra cái loại trung bình thôi. Thì da người nào phù hợp, có người sẽ tiếp thu rất là good, chẳng hạn như CC. Còn có người đó thì tiếp thu không good, chậm lắm. Người thì khoảng 1 năm thôi là đã thấy có sự thay đổi, người thì họ xài vài 3 năm cũng không thấy, cho nên họ chán. Nhưng mà tùy ở các bạn nữa. Hết tất cả những cái gì nó đều có cái liệu trình, nó ghi rất rõ ràng. Các bạn chỉ cần lên Google là biết thôi ha. Chứ bây giờ CC mà có search cho các bạn gửi tới gửi lui cũng phiền lắm. Chỉ cần bấm vô Google thôi. Còn CC cũng sẽ đăng lên cho các bạn xem rồi các bạn đọc. Chứ bây giờ mà các bạn gọi trực tiếp cho CC, các bạn hỏi là ô CC ơi, cái này như thế nào, cái này như thế nào, CC không trả lời được như vậy. CC sẽ đăng lên theo Google và CC coi lại, rút ngắn gọn lại, rồi các bạn theo đó đọc. Thì bây giờ là cái gì nè? Đây là cái đồ cạo lông mặt. Đợt trước CC mua loại khác, nhưng mà cái đợt đó nó hết rồi, cho nên kỳ này CC mua đợt này. Bây giờ CC cũng không có muốn tháo ra đâu, tại vì nó cũng đã có băng keo rồi. Thì đây, đây là cái đồ cạo lông mặt. Quá nhiều bạn nhờ mình mua luôn. Mình ra Thoa Gạch cũng hết luôn, ra Walmart cũng hết luôn. Cái này hôm qua con mình đi ở đâu đó mình quên rồi, Burlington hay là Techimax hay là một cái gì đó, mình cũng không nhớ lắm. Này mình nhờ con mình mua. Đó, thì bạn nào nhận được loại này thì nhận, còn không thì cái đợt kia gửi về rồi đó các bạn, thành ra các bạn có thể nhận cái đợt đó trước, cái này thì sau, giống y như nhau, không có gì khác. Có cái là mẫu mã nó thay đổi một chút thôi ha. Đó, thì 6 bạn muốn mua nữa lận, nhưng mà được có 2 cái. Thì bạn nào gửi tiền trước thì mình sẽ đưa đến các bạn ha. Mình gom vô, những cái này nó nhẹ lắm, cho nên là mình sẽ gom nhiều vô với nhau. Rồi nó ra một cái số tiền là bao nhiêu đó thì các bạn tự chia với nhau. Chứ nếu mà gửi riêng cho từng người đắt tiền lắm. CC sẽ ráng cố gắng tiết kiệm cho các bạn được đồng nào hay đồng đó. Nhưng một điều CC nhắc các bạn, thí dụ như có nhiều cái ở bên Mỹ nó hay có tiền lẻ lắm. Mấy sen thì ở Việt Nam chắc khoảng vài ngàn hay là gì đó thôi. Vài ngàn, mười mấy ngàn gì đó, mình không biết rành cái đó lắm ha. Thì vài sen đó của bạn nào, thí dụ CC không biết tính kiểu như vậy, cho nên CC tính chẳng luôn.
Thí dụ 99 sen là còn có 1 sen nữa thôi thì nó sẽ làm đồng, CC tính thành một đồng. Hoặc là 97 sen hoặc là 80 sen, nói chung là cái gì lẻ lẻ, CC lấy luôn thành một đồng chẳng ha. CC lấy cái tiền đó cũng sẽ bỏ qua những cái người nào đó, chẳng hạn như người ta thiếu 1 sen, 10 sen thì CC sẽ lấy cái tiền dư của cái người mấy sen bên này bỏ qua của bên kia ha. Thì coi như các bạn cho qua cho lại đi, không có sao cả, coi như cho CC để CC cho lại người khác vài chục sen. Nhưng mà hãy nghĩ tới đây là cái tình nghĩa, cái sự trân quý của các bạn đối với CC. CC đáp lại cho các bạn bằng cách bạn cần thì CC giúp. Chúng ta là có qua có lại đó. Bạn coi video cho CC, bạn ủng hộ video cho CC thì CC trả lại cái ơn của các bạn bằng cách đi mua quà giùm cho các bạn. Khi đi mua quà cho các bạn là luôn luôn sẽ mua quà cho nhiều bạn nữa. Nhưng mà tất cả cũng chỉ là một cái duyên để nhận quà từ ở CC ha. Thì chỉ có anh Sa là người các bạn cần phải cảm ơn. Vì anh Sa là người sẽ nhận giùm món hàng và liên lạc với các bạn để giao cho các bạn. Mà anh Sa không có được một sen nào cả. Có nhiều người anh Sa hẹn đi ra ngoài để giao đó, thì anh Sa còn mời luôn các bạn uống nước nữa. Mặc dù là các bạn mời, nhưng mà anh Sa luôn luôn là người trả tiền. Hoặc là anh Sa mời các bạn vì anh Sa biết trời nắng mà các bạn đi xuống gặp anh Sa nắng nôi, cho nên là có người thì anh Sa đã mời nước uống. Mình được các bạn ấy gửi qua lời cảm ơn, là không nhận là anh Sa là một người rất là lịch sự mà hay lắm, cho nên mình vui lắm ngày hôm nay. Ngày hôm bữa giận đó, nhưng mà ngày hôm nay vui rồi. Thành ra đó là lý do các bạn hãy gửi lời cảm ơn anh Sa một cách trân quý, giúp cho CC là đủ rồi, không cần gì cả ha. Đừng làm anh buồn, vì làm cho anh buồn thì mình gửi về cho ai đây, rồi làm sao các bạn nhận được, chỉ có vậy thôi. Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau ha các bạn ha. Đó thì để mình sẽ nhờ con mình, cháu mình, chị mình hoặc là mình đi mua thêm về cho các bạn nha. Tại vì thật sự cái này các bạn xài mấy năm luôn, CC xài mấy năm có hư gì đâu, lưỡi dao cũng có mòn đâu. Mà mình nói thật nha, nó đi tới cái gốc của nó luôn đó, thích lắm luôn đó, tuyệt vời. Khỏi phải đi tốn tiền xe lông mặt, nhất là các bạn ở Mỹ đó, các bạn đi mua đi, chứ tiền xe lông mặt chịu không nổi đâu. Chẳng qua vì CC điệu lắm, cho nên là CC đi ra ngoài cho người ta làm cho mình. Thì coi như cái này là CC đã giới thiệu xong với các bạn ha. Để cho video ngắn ngắn một chút các bạn dễ coi hơn ha. Là đây, mới ngủ dậy đó. Bây giờ thì CC xin ngừng video ở đây nha. Kính chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Ok, bye bye.